20 giờ ngày 5 tháng 9, Việt Nam, Nga, màn thử lửa đáng giá. Không dễ gì một đội tuyển DT đứng thứ 115 có thể chạm trán đội xếp thứ 33 trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, trận đấu với đội tuyển Nga rất có giá trị với đội tuyển Việt Nam, vừa mang đến trải nghiệm tuyệt vời vừa cung cấp những bài học lớn. Hậu vệ Danil Krukovoy của đội tuyển Nga rất thành thật khi nói rằng không biết gì về bóng đá Việt Nam, ngoại trừ việc Việt Nam đứng thứ 115 thế giới. Đồng thời chắc chắn Nga mạnh hơn với những cầu thủ giỏi hơn. Trước đó, truyền thông xứ Bạch Dương cũng đặt câu hỏi tại sao lại chọn Việt Nam để giao hữu trong khi chênh lệch về trình độ giữa hai đội quá lớn. Điều này giúp chúng ta nhận thức rõ vị thế của đội tuyển, rằng thứ hạng hiện tại thật khó để hấp dẫn những đội bóng lớn. Qua đó nỗ lực hơn trong việc theo đuổi vị trí cao hơn trong tương lai. Đồng thời, trân trọng cơ hội được thi đấu với Nga, đội bóng xếp thứ 33 thế giới. Thật khó để nhớ lần cuối cùng chúng ta chạm trán một đội bóng đẳng cấp châu Âu là khi nào. Sau quá nhiều năm chỉ quanh quẩn ở khu vực Đông Nam Á và vài lần hít thở bầu không khí bóng đá cấp châu lục, mặc dù Nga không mang sang Việt Nam nhiều cầu thủ quan trọng như Alexey Miranchuk, Alexander Golovin hay Daniil Fomin, nhưng những cái tên còn lại cũng rất đáng gờm. Hầu hết họ đều đang chơi ở giải ngoại hạng Nga và thuộc thế hệ tài năng mới, 13 cầu thủ sinh sau năm 2000. Trong 2 năm bị cấm tham dự các giải quốc tế, Konya, biệt danh của đội tuyển Nga, vẫn duy trì lịch trình giao hữu đầy đủ và bất bại cả 11 trận, thắng 6. Vì vậy, trận đấu tại Mỹ Đình sẽ vô cùng đáng xem với người hâm mộ, đồng thời mang đến nhiều thách thức cho đội tuyển Việt Nam. Như đã biết, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đang trong quá trình xây dựng lại đội tuyển. Sau 4 tháng, hẳn chiến lược gia người Hàn Quốc đã nắm tương đối về hiện trạng bóng đá Việt Nam cũng như các cầu thủ ông đang sở hữu. Do đó, ở lần tập trung này, ngoại trừ một số trường hợp vắng mặt đáng tiếc do chấn thương, lên tuyển đều là những cầu thủ tốt nhất chúng ta có. Dĩ nhiên vẫn có chỗ cho một vài gương mặt trẻ như Trịnh Xuân Hoàng, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Trường hay Giáp Tuấn Dương, nhưng ưu tiên vẫn là những lựa chọn an toàn. Sau quãng thời gian dài nản lòng vì các thất bại, người hâm mộ rất muốn chiến thắng. Tuy vậy, chắc chắn họ không đòi hỏi quá mức khi đối thủ là Nga. Không có sức ép nào về mặt kết quả đặt lên thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Có điều, những người yêu bóng đá Việt Nam sẽ cần một màn trình diễn đáng xem với sự nhiệt huyết, chắc chắn trong phòng ngự và mạch lạc khi tấn công. Họ cũng muốn xem cách đội tuyển ứng phó với đối thủ vượt trội cả về đẳng cấp lẫn thể hình, cách di chuyển khi có và không có bóng. Kỹ năng chuyển đổi trạng thái cũng rất quan trọng và tất cả đều hy vọng Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức, Quang Hải cùng đồng đội làm tốt điều này, tạo nên bàn thắng để khuấy động bầu không khí tại Mỹ Đình. LPBANK Cup 2024 được coi là một phần của quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2024 diễn ra vào cuối năm. Không ngại đặt ra mục tiêu cao ở giải đấu đó, đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực ngay từ bây giờ. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tự hoàn thiện bản thân qua từng buổi tập, tích lũy kinh nghiệm và rút ra các bài học qua từng trận đấu. Họ nên tận dụng từng phút của cuộc chạm trán với Nga. Một lần nữa, đây là cơ hội thử lửa không dễ gì có được. Tuyển Việt Nam đấu Nga, gây bất ngờ, tại sao không? Tuyển Việt Nam trên lý thuyết rất ít cơ hội đánh bại tuyển Nga trên sân Mỹ Đình tối nay, mùng 5 tháng 9, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có thể gây bất ngờ. Vì đâu? Khó khăn. Xét về chuyên môn cũng như năng lực, thể hình, kinh nghiệm chơi bóng tuyển Việt Nam rõ ràng không nhiều cơ hội chiến thắng trước tuyển Nga. Trong trận đấu diễn ra lúc 20 giờ tối nay, mùng 5 tháng 9, trên sân Mỹ Đình. Điều này đã được các cầu thủ và huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ trước giờ bóng lăn bởi tất cả đều dành cho tuyển Nga một sự tôn trọng rất lớn. Thậm chí, dù tuyển Nga không mang tới Việt Nam, đội hình mạnh nhất thì cơ hội mang về niềm vui chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng là tương đối nhỏ. Chưa kể, tuyển Nga có chuỗi 5 trận bất bại, trong đó thắng tới 4, đi cùng với những tỷ số cách biệt, khiến thử thách dành cho tuyển Việt Nam và ông Kim Sang-sik càng lớn. Nhưng vẫn có thể gây bất ngờ, vì đâu, cơ hội chiến thắng tuyển Nga khá thấp, nhưng điều này không đồng nghĩa tuyển Việt Nam ra sân với tâm lý thua ít. Trái lại, từ những gì mà huấn luyện viên Kim Sang-sik hay các cầu thủ phát biểu trước trận đấu, tuyển Việt Nam dường như đang chuẩn bị một kịch bản đủ hấp dẫn để khiến mình không phải đóng vai phụ ở cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam bên cạnh sự quyết tâm chơi một trận đấu tốt nhất có thể, trên thực tế cũng có những lợi thế nhất định để khiến tuyển Nga gặp khó khăn thay vì chiến thắng dễ dàng. Đầu tiên nằm ở sự dày dạn của tuyển Việt Nam, việc được đối đầu với hàng loạt đội bóng có trình độ, năng lực không kém tuyển Nga trong quá khứ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia chắc chắn sẽ được đội phát huy tối đa nhằm có kết quả tốt nhất. Và thực tế, trong quá khứ, cụ thể ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tuyển Việt Nam với những Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng cũng từng giành kết quả tương đối khả quan trước các đối thủ rất mạnh là ví dụ rõ nhất. Bên cạnh chuyên môn, những yếu tố như thời tiết, sân bãi cũng như sự chuẩn bị đang là lợi thế dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong cuộc đối đầu tối nay. Đánh bại tuyển Nga hơi khó, nhưng với những gì đã nói ở trên, tuyển Việt Nam vẫn có thể khiến đối thủ bất ngờ, thậm chí mơ mộng đạt được một kết quả hòa. Nhận định tuyển Việt Nam đấu Nga hơn một trận giao hữu.
tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để thu được nhiều bài học giá trị khi đọ sức với đội bóng hạng 33 thế giới là Nga. Lúc 20 giờ ngày 5 tháng 9 trên sân vận động Mỹ Đình, chờ màn trình diễn của đội bóng 11 lần dự World Cup. Vì nhiều lý do khác nhau, tuyển Nga không thể mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất. Những cái tên vắng mặt ở tuyển Nga đáng chú ý có Golovin, Monaco, Miranchuk Khatlanta và Zakharian Sociedad. Dù vậy, đội bóng xứ Bạch Dương vẫn cực chất lượng với thủ thành Matvey Safonov, PSG, tiền đạo Konstan Tyukavin, Dynamo Moscow, Dyler Kuziev, Le Havre, Sergei Pinev, Lokomotiv Moscow. Huấn luyện viên Valery Kabin cho biết sẽ sử dụng hai đội hình khác nhau trong hai trận gặp tuyển Việt Nam và Thái Lan. Ông khẳng định tuyển Nga dành sự tôn trọng cao nhất với đối thủ, đồng thời chơi hết sức nhằm đánh giá, kiểm tra phong độ các cầu thủ trong giai đoạn ít được tham dự các giải đấu quốc tế. Sự quyết tâm và nghiêm túc của đội bóng hạng 33 thế giới là điều mà tuyển Việt Nam rất mong chờ. Gặp những đội bóng mạnh giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thêm nhiều cơ hội học hỏi, hoàn thiện mình. Cuộc đọ sức với tuyển Nga và sắp tới là Thái Lan là cơ hội để nhà cầm quân người Hàn Quốc cho thấy rõ hơn về khả năng cầm quân, ý đồ chơi bóng cũng như là dịp tốt đưa tuyển Việt Nam trở lại sau giai đoạn giảm sút dưới thời ông Chausier. Ngoài ra màn trình diễn đẹp cùng kết quả tốt trong hai trận gặp Nga và Thái Lan của tuyển Việt Nam cũng củng cố niềm tin nơi người hâm mộ, đồng thời tự tin hướng tới mục tiêu vô địch AFF Cup vào cuối năm. Bài test chất lượng. Sau hai trận gặp Philippines và Iraq tại vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 6, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm nhiều thời gian để xây dựng lối chơi, con người cho tuyển Việt Nam. Dù vậy, do V-League chưa diễn ra, quỹ thời gian ngắn, nên nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ yếu triệu tập những gương mặt cũ lên tuyển Việt Nam lần này. Dù không có gương mặt mới, nhưng tuyển Việt Nam hứa hẹn mang tới một phiên bản nâng cấp dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ở trận gặp tuyển Nga, huyền trưởng tuyển Việt Nam đặc biệt tập trung cho hàng phòng ngự. Sự trở lại của Quế Ngọc Hải là rất quan trọng, bên cạnh những Thành Trung, Thành Bình, Tấn Tài, Văn Thành hay cầu thủ đa năng như Đức Chiến, Phan Tuấn Tài. Gặp Nga, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định trao cơ hội bắt chính cho Đặng Văn Lâm. Việc hiểu rõ về đối thủ cùng khát khao thể hiện bản thân, thủ thành mang hai dòng máu Việt Nga đang rất tự tin đối đầu với đội bóng quê hương. Thực tế, dù Văn Lâm và hàng phòng ngự thi đấu nỗ lực tới đâu thì không thể phủ nhận họ phải chịu áp lực khủng khiếp từ đối thủ. Đây chính là trận đấu mà huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm tra về sức chống chịu của hàng thủ tuyển Việt Nam, khả năng đánh chặn từ xa cũng như việc lui về hỗ trợ của hàng công. Tập trung cho hàng phòng ngự không có nghĩa những chiến binh sao vàng không mạnh dạn tổ chức lên bóng, chơi tấn công. Sở hữu nhiều ngôi sao như Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh, đội chủ nhà hoàn toàn có thể tạo nên những tình huống khiến đối thủ phải bất ngờ. Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Thành Trung, Thành Bình, Tấn Tài, Tuấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Phan Văn Đức, Tiến Linh. Nhận định, dự đoán kết quả Việt Nam vs Nga, 20 giờ ngày 5 tháng 9, LPBANK Cup 2024. Nhận định Việt Nam vs Nga lúc 20 giờ ngày 5 tháng 9, LPBANK Cup 2024. Dự đoán kết quả Việt Nam vs Nga, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến chuẩn xác nhất trên báo giao thông. Màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Nga tại giải giao hữu LPBANK Cup 2024 diễn ra lúc 20 giờ ngày 5 tháng 9 trên sân vận động Mỹ Đình. Nhận định Việt Nam vs Nga, trong dịp FIFA đầy tháng 9 năm 2024, tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu LPBANK Cup 2024 với hai đối thủ là Nga và Thái Lan. Ở trận đầu tiên, đoàn quân áo đỏ đụng độ đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều là Nga. Để chuẩn bị cho giải đấu này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã cho gọi lại khá nhiều trụ cột một thời của tuyển Việt Nam. Tuy vậy, trước trận đấu với Nga, nhà cầm quân người Hàn Quốc liên tục đón tin không vui khi Duy Mạnh, Văn Toàn hay Bùi Hoàng Việt Anh đều dính chấn thương. Đây đều là trụ và việc họ vắng mặt chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng cho tuyển Việt Nam. Cạnh đó, nhiều tuyển thủ Việt Nam không có phong độ tốt nhất trước trận gặp Nga. Việc các câu lạc bộ Việt Nam không được thi đấu nhiều trong thời gian gần đây tạo ra những tác động tiêu cực tới đội tuyển. Về phần tuyển Nga, đây là đội bóng đứng hạng 33 thế giới và đẳng cấp của họ là điều không cần bàn cãi. Đây là đội bóng từng nhiều lần góp mặt ở những giải đấu hàng đầu như World Cup hay Euro. Ngoài ra, các cầu thủ của Nga cũng đang chơi bóng ở những giải hàng đầu lục địa già. Dù những năm trở lại đây bóng đá Nga đang nhận án cấm và không được dự các giải quốc tế nhưng họ vẫn thường xuyên đá giao hữu. Trước khi bước vào trận đấu với tuyển Việt Nam, gấu Nga có phong độ khá tốt với chuỗi 6 trận bất bại, 4 thắng, 2 hòa. Bên phía đối diện, tuyển Việt Nam lại thi đấu không tốt khi chỉ thắng 1 và thua 4 trong 5 lần ra sân gần nhất. Trước trận này, tuyển Việt Nam bị đánh giá dưới cơ so với đại diện châu Âu. Lợi thế duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vào thời điểm hiện tại có lẽ là việc được chơi trên sân nhà. Dẫu vậy, điều này có lẽ cũng không giúp ích quá nhiều cho Quang Hải cùng đồng đội trong cuộc đọ sức với Nga. Với tình hình hiện tại, không bất ngờ nếu tuyển Việt Nam sẽ nhận thất bại trước đội bóng xứ Bạch Dương. Nhưng trong bóng đá thì mọi bất ngờ đều có thể xảy ra và tuyển Việt Nam thì đang sẵn sàng cho điều đó. Dự đoán kết quả Việt Nam vs Nga 1-3. Phong độ thi đấu tuyển Việt Nam và Nga. Đội hình dự kiến: Việt Nam, Văn Lâm,
Hồng Duy, Ngọc Hải, Thành Trung, Thành Bình, Tấn Tài, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Hoàng Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh, Nga Stanislav Akasev, Danil Krukovoy, Ruslan Litvinov, Evgeny Morozov, Alexander Silianov, Yola Kuziev, Lechisadulev, Virginin Prusev, Sergei Piniev, Chamberlain Museev, Konstantin Tukhavin.